Lời khuyên quan trọng dành cho chị em phụ nữ kinh doanh online. Mình hiện tại cũng đang bắt đầu công việc kinh doanh online. Mình bắt đầu cách đây được hơn 1 năm rồi và mình cũng hiểu là khi mà mình kinh doanh online thì mình sẽ rất là bận rộn với cả cái công việc chính của mình và những cái công việc khác của việc kinh doanh online. Bởi vì là kinh doanh online thì nó đòi hỏi cái việc là mình phải online liên tục, mình cần phải tương tác với khách hàng, tương tác với cả mọi người rất là nhiều để cái bài viết của mình có thể để mọi người nhìn thấy được và mọi người có thể thấy được cái bài của mình để mình có thể bán được hàng. Và cái việc là mình đăng bài như thế nào để mình có thể hút được khách hàng, mình đăng bài như thế nào để khách hàng của mình hoặc là tập đối tượng tiềm năng của mình họ không thấy nhàm chán mỗi khi mà nhìn thấy cái bài của mình. Thì với những cái áp lực ở trong cái công việc kinh doanh online cũng như là áp lực về việc con cái, áp lực về những cái công việc chính rồi những cái vấn đề khác ở trong cuộc sống của mình, thì chị em phụ nữ mình đang bỏ bê cái việc là chăm sóc da mặt của mình cũng như là chăm sóc cái sức khỏe cũng như cái sắc đẹp của chị em mình. Thì đấy là một điều rất là sai lầm, một điều rất là sai lầm, bởi vì là những cái mà mình bỏ qua thì mình sẽ rất khó để lấy lại được. Mình không bảo vệ thì sẽ rất khó để có thể lấy lại được những cái nét đẹp giống như là cái lúc ban đầu. Chính vì thế mà Tâm muốn rằng mọi người khi mà mình bận rộn với cả công việc thì mình vẫn nên dành ra những cái khoảng thời gian nhất định cho mình ở trong một ngày hoặc là trong một tuần. Ví dụ như là một tuần thì Tâm cũng sẽ sắp xếp ngày cuối tuần để chơi với cả các con, dành thời gian cho con và sẽ có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Đấy là việc làm một tuần mình sẽ tẩy da chết một lần, một tuần mình sẽ đắp mặt nạ một lần và Tâm đang đặt mục tiêu là một tuần mình sẽ xông hơi da mặt một lần để cho da mặt của mình có thể thải độc ra những cái độc tố ở trong da mặt, thải ra những cái dầu thừa và mình sẽ không còn bị mụn ẩn cũng như là mình cũng không bị mụn bọc nữa. Và hôm nay thì Tâm rất là vui bởi vì là Tâm đã cùng với chồng để chăm sóc da mặt để giúp cho da mặt của chồng mình có thể cải thiện hơn, bởi vì da mặt của chồng mình cũng đang bị viêm da cơ địa và cứ đến mỗi một khi mà thay đổi cái thời tiết thì da bị mẩn ngứa rất là khó chịu. Và khi mà có cái kết quả tích cực thì Tâm sẽ chia sẻ lại cái cách để điều trị về cái phần viêm da cơ địa. Và rất nhiều người đã bảo với Tâm rằng là chị em đang bị mụn, thì Tâm khuyên mọi người là nên dùng một cái loại serum để mình có thể kết hợp mình trị mụn, ngoài cái việc là mình chăm sóc da mặt thật là sạch sẽ giống như Tâm hôm nay là đang đắp mặt nạ này và chuẩn bị đến giờ Tâm phải đi rửa mặt rồi. Nên là xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hôm nay mình có việc phải tổ chức ngày 20 tháng 11 cho các ông bà ở nhà nên là quay video hơi muộn một chút. Nhưng mà mọi người có thấy không, là Tâm đã cam kết là Tâm sẽ thực hiện video marketing 28 ngày theo đúng cái khóa học của thầy Phạm Thành Long và chắc chắn là ngày nào Tâm cũng sẽ xuất bản một video để Tâm chia sẻ những cái kiến thức mà Tâm biết với mọi người và những cái mà Tâm đang chính thức là Tâm cũng trải nghiệm đến với mọi người. Thì mọi người cũng có thể làm những cái video như Tâm này để chia sẻ lại với cả Tâm hoặc là với những bạn bè của Tâm để post lên trên fanpage của mình để mình sẽ giúp cho cái cộng đồng chăm sóc da mặt của mình ngày càng lớn mạnh và giúp cho mọi người có một làn da làm sao mà thật là tươi sáng và tự tin đứng trước mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.